và đây là tiết mục của các nghệ nhân Sarai đến từ Phố Thiện. Xin mời các bạn thực hiện tiết mục của mình. Chim thì nó đều giống nhau không? Tất cả các điệu xoan múa thì nó có giống nhau không? Tôi sẽ trả lời thẳng vào câu hỏi này vì cái sự cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên về mặt khoa học mà nói thì nó hoàn toàn khác nhau. Đó là các điệu chim và các bài múa. Bởi vì khác nhau chính là một trong những cơ sở khiến cho sự đa dạng của văn hóa, khiến cho các cơ sở để các tiết mục ấy tồn tại. Bởi vì nếu mà giống hệt nhau thì chỉ cần một tiết mục thôi, một bài thôi. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn quý vị, những người đã đến cùng chúng tôi trong chương trình cùng chung cuối tuần tổ chức và trải nghiệm. Chúng ta đang thưởng thức một tiết mục rất đặc biệt, tính chất là rất có điều gì đó bí ẩn ở phía sau do các người dân Gia Lai của huyện Phú Thiện thực hiện. Chúng tôi cũng giới thiệu thêm là các chàng trai đang trong một trang phục rất đặc biệt cũng đã lên sân khấu nhảy múa cùng các nghệ nhân Gia Lai để thể hiện sự đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc. Vậy thì tại sao quý vị, những người luôn ủng hộ công chúng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm lại không bước vào sân khấu để nhảy múa cùng các nghệ nhân của chúng tôi? Vâng, ngay sau lời kêu gọi của tôi thì có một anh thanh niên rất là đẹp trai, mặc áo xanh quần đen, có bước vào sân khấu và các vũ đạo của anh trông cũng rất là chuyên nghiệp. Chúng tôi nghi ngờ trước đây anh từng là sinh viên của trường múa. Vâng, đây,
đến từ những vùng đất xa xôi. Có cả những người Bana đến từ con chim đắp trôi cùng vùng đất rất xa của băng ca. Cho đến giờ này vẫn nhảy múa cùng các nghệ nhân của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin được trân trọng thông báo sáng ngày mai cũng ở khu vực này từ 8 đến 11 giờ chúng tôi sẽ tổ chức chương trình sắc màu văn hóa Gia Lai bảo tồn và phát triển. Bên cạnh chương trình ca múa nhạc, chúng tôi còn giới thiệu đến quý vị các nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị các món ẩm thực đặc sắc do chính tay bà con chế biến và mời quý vị thưởng thức. Tôi là những chân thành cảm ơn quý vị, những người đã luôn đồng hành cùng chương trình cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm.